33. Giới đi xem quân trận. Giải thích tổng quát. Đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: Do xem quân trận lòng rối loạn sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc trong lãnh thổ của vua Ba Tư Nặc, dân chúng giấy loạn, nhà vua liền đích thân thống lãnh 6 binh chủng đi chinh phạt. Một dạng 2.500 người là một quân đoàn. Thời nhà Chu chế định, thiên tử có 6 quân đoàn, các nước chư hầu lớn được 3 quân đoàn, nước hầu trung bình được 2 quân đoàn và chư hầu nhỏ 1 quân đoàn. Nhóm 6 thầy tỳ kheo rủ nhau đi xem. Vua hỏi: Quý thầy đến đây định làm gì? Đáp: Chẳng làm gì cả, đến đây xem quân trận. Vua nghe nói không bằng lòng, liền hỏi: Hôm nay các thầy định đi đâu? Đáp: Định đến Xá Vệ ra mắt Phật. Vua bèn lấy gói đường phèn gửi cúng dường Phật, nhờ quý thầy chuyển lên nhân danh con thăm hỏi và đảnh lễ Thế Tôn. Khi ấy, nhóm 6 thầy tỳ kheo đến đảnh lễ Phật và thưa đủ mọi việc. Đức Phật quở trách và kết giới: Đi xem quân trận phạm 3 vật đề. Sau đó, hai vị đại thần là Lê Sư Đạt và Phú La Na tha thiết muốn gặp các thầy tỳ kheo, bèn sai người đi mời. Các thầy tỳ kheo e sợ không dám. Đức Phật dạy: Có người mời, cho phép đến. Nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đi xem quân trận, trừ lý do đặc biệt, phạm 3 vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy: Trận là hoặc trận giả. Luật Nhiếp nói có 4 loại trận. 1. Thế trận như hình giáo nhọn. 2. Thế trận như càn xe. 3. Thế trận hình bán nguyệt. 4. Thế trận hình cánh chim. Quân đội là đội quân voi, binh ngựa, kỵ binh, binh xe và bộ binh. Bộ Tây Dứt Ký nói: Ở Ấn Độ, những chiến sĩ kiêu hùng đều được chọn hết. Nghiệp binh cha truyền con nối, cho nên các chiến sĩ đều nắm vững binh thuật. Ở nơi đồn lính xung quanh có thành lũy bao bọc, lúc chiến đấu xung phong trước nhất. Voi được phủ áo giáp kiên cố, cặp ngà bén nhọn dương ra. Vị tướng lãnh ngồi trên lưng voi, trao cờ lệnh cho hai người lính hai bên điều khiển. Tướng chỉ huy ngồi trên xe 4 ngựa. Quân lính xếp thành hàng dọc đi sát cạnh hai bên xe để hộ vệ. Kỵ binh phân tán mỏng phòng chống khi quân địch trốn chạy. Bộ binh trang bị nhẹ, tuyển chọn những người dũng cảm. Khi ra trận mang khiên lớn, cầm kích dài hoặc cầm đao kiếm xông vào trận chiến. Phàm các khí giới chiến đấu không món nào mà không bén nhọn. Trừ khi có lý do. Luật Tắc Bà Đa nói: Lý do là vua hoặc hoàng hậu, thái tử, quan lớn, tướng lãnh, những hạng người ấy sai sứ đến gọi mời thì đến không phạm. Vì muốn dứt sự chê bai chỉ trích, nếu họ mời gọi mà không đến, họ sẽ nói: Tỳ kheo ni khi có việc mời thì không đến, lúc không có việc không mời lại đến. Vì đạo quả sa môn, nếu đến thuyết pháp thì họ chứng quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A Na Hàm, giúp họ tăng trưởng căn lành, thêm lòng tin kính thì đến. Lại nữa, cũng muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hàng xuất gia và cư sĩ tại gia để cho Phật Pháp trường tồn nên cho phép đến. Định tội. Tướng phạm của giới này là đi xem quân trận, từ đường này sang đường kia, từ đường chính đến đường nhỏ, từ đường nhỏ đến đường lớn, từ thấp đến cao, từ cao đến thấp. Đi mà thấy phạm 3 vật đề, không thấy phạm đột kiết la. Đang sửa soạn đi xem lại không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Nếu đang đi trên đường, sau đó quân trận mới đi đến, tỳ kheo ni phải đi tránh xuống chỗ thấp, nếu không tránh phạm đột kiết la. Luật Tắc Bà Đa nói, nếu không cố ý đi xem vì có nhân duyên nên đi đến, hoặc do trên đường phải đi ngang qua thì không phạm. Nếu đứng xem là mất oai nghi, phạm đột kiết la. Hoặc dòm qua ngó lại hay quay lại xem, phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói, nếu quân lính đến tịnh xá, không có ý xem, không tội.
có ý xem bị tội diệt tỳ ni, thậm chí xem người cãi lộn cũng phạm diệt tỳ ni. Luật Nhiếp nói, cố ý xem chim cưu đá nhau đều bị tội ác tác. Luật Căn Bổn nói, khi thấy quân đội không nên nói hay dở. Bộ Ni Đà Na nói, khi hai bên đánh nhau không được đi xem, nếu thấy cãi nhau phải bỏ đi gấp. Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, các binh chủng; hai, có ý đi xem; ba, thấy cảnh diễn ra rõ ràng. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học, thức swamana sayi sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là hoặc có việc phải đến, hoặc được mời đến, hoặc bị thế lực ép đi, hoặc đang đi sau đó quân trận mới đến bèn xuống chỗ thấp tránh, hoặc đường bộ đường thủy bị đứt và gặp các nạn duyên không thể tránh được. Luật Nhiếp nói, nếu có quân giặc đến cần phải ngóng xem chừng giặc đến xa gần thì không phạm, và ban đầu Phật chưa chế giới.